Ghê à, thưởng ngay, thưởng ngay. Ủa, sao có cộng dây thừng biết bay vậy? Gì? Chỗ này là không mở cửa rồi nè, còn... Không biết là Sammy đã bao giờ chơi thử qua cái tựa game Yonomali này chưa? Có, nhưng mà chơi chơi game real thôi, tôi chơi trên qua Roblox thôi. À, Sammy đã chơi Yonomali trên Roblox rồi hả? Thật ra là chơi trên Roblox bên nó không có vui bằng chơi trên đây đâu, biết không? Tại ở đây quái vật nó kinh dị hơn, nó gọi là ghê hơn, nó real hơn, nó đuổi mình đổi kiểu ấy. Sammy chơi là bảo đảm Sammy sợ nè. Tôi từ đó giờ tôi chơi game này tôi chưa la bao giờ luôn, chưa hề sợ lần nào luôn, ghê không? Ghê dữ vậy ta. Ghê mà, ghê mà. Nhảy xuống đây. Trời ơi, no. Nhảy bắt cua, bắt cua. Ghê không, ghê không? Trời, tôi làm gì sợ đâu. Rồi bây giờ mình vô game nè. Tôi là tôi cho Sammy coi kỹ năng chơi game với tôi nè. Đấy. Yeah. Lần này thì gọi là có Sammy vào chơi chung với mình luôn nha các bạn nha. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ đỡ sợ hơn. À không, à không, nhầm nhầm. Không phải đỡ sợ mà mình sẽ gọi là Thể hiện cho Sam coi nhiều hơn. Đó, ok rồi. Thì lần trước mình chơi cái Yonomali này thì có nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, anh hãy đi khám phá cái cầu cá cha đi anh. Đó, thì mình kiểu, ủa cầu cá cha là cái gì ta? Ủa trong này có cầu cá cha nữa hả? Ừ. Cầu thủy không? Vô quay luôn. Có cầu cá cha nha. Đây bây giờ mình sẽ dẫn Sammy đến cầu cá cha nè nè. Rồi rồi, hình như là cầu cá cha nằm ở đâu đó bên này thì phải nè. Nhưng mà bây giờ bị chị mèo Simmy rồi chặn đường. Ôi ôi ôi, chị mèo Simmy đuổi, chị mèo Simmy đuổi. Bảo chị hay lắm mà sao vô bị chị mèo Simmy đuổi rồi. À, cái này là tôi đang test cho Sammy coi thử thôi. Sammy hiểu không? Bây giờ tôi mới làm thiệt nè. Sam nhìn tôi nè. Bùm, rồi chạy qua đây. Đấy. Thấy không, bình thường có gì đâu sợ. Rồi mấy con này bình thường á, sao không khỏi sợ không? Yên tâm, có Phong đây, Sam đừng có sợ nha. Sam đừng có sợ nha, có Phong đây, Sam đừng sợ nha. Không có sợ đâu. Rồi gì chắc là tôi sợ. À không, tôi không có sợ. Rồi đây, lần trước mấy bạn fan bảo mình là khám phá cầu cá cha là cái này nè. Ủa sao nó bắt được mình á ta? Tại sao nữa, là biết chưa? Làm lại nha, làm lại nha. Hồi nãy là lỗi thôi, làm lại nè. Bây giờ nè, mình bắn vô con này nè, xong đầu mình chạy vô bên cái hồ cá cha, hiểu không? Ok, okay. Lại coi nè. Bùm, rồi chạy qua đó. Chạy xa xa vô cả bị bắt đó kìa. Bây giờ đứng xa xa vô, mình đứng gần cái hàng rào á là bị nó bắt liền, hiểu không? Chứ mình phải đứng xa xa vô. Ok rồi, chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Ui, bên này còn có thêm một chị mèo Simmy nè, hai chị mèo Simmy luôn. Wow. Wow, rồi đi qua nè, đi qua nè. Ô, chỗ này có cầu nè. Sammy có biết tại sao cái này người ta gọi là hồ cá cha không? Không. Là bởi vì như thế này nè. Đó, thấy không? Chưa, có con cá cha dưới nữa. Đúng rồi, nhảy xuống dưới là bị con cá cha nó ăn thịt liền, hiểu không? Đó, cho nên là mình phải cẩn thận. Đây, okay. Bây giờ là để xem coi đoạn này qua sao nè. Mình sẽ leo lên trên đây, ok. Bắn cái này xuống nè, xong rồi mình sẽ chạy qua đây, lượm cái bóng đèn luôn, rồi đi qua đây nè. Sau đó là mình ở bên đây rồi mình sẽ gọi là bắn cái cầu thang này, mình chạy qua kia xong, hiểu không? Bùm, rồi giờ mình chạy qua đây nè, đó. Trời ơi, quá trời người theo đuổi không kìa. Đó, mình qua đây xong mình nhảy qua đây nè, đó, có hai chị mèo Simmy ở dưới đang nhìn mình luôn nè. Hai hoa hai nha, kiếm kiểu hoa hậu á. Hai bây giờ mình qua đây nè, rồi bây giờ mình qua bên đây nè, mình qua bên đây xong rồi mình làm gì nữa sao? Ai biết, ông mới vô đây ông làm gì chứ tôi biết đâu. Từ từ tôi xem coi có cái đường nào đi qua được không? Cái cha còn gì đặc biệt không nhé. À đây đây nè, đây nè, có một cái cầu thang chỗ này nè, nhưng mà làm cách nào để mình qua được cái cầu thang này ta? Để tôi xem coi, qua được cầu thang này thì mình sẽ đây nè, chìa khóa nằm trước mặt mình luôn nè. Để qua được cái cầu thang này thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải nhảy qua bên đây. Qua bên đây xong rồi chúng ta sẽ nhảy xuống dưới đây. Nhảy xuống dưới đây xong rồi chúng ta bị kẹt dưới đây luôn, hết đường lên. Ủa giờ sao chứ? Ủa sao hết đường lên rồi? Rồi thôi xong rồi, sao ơi, nhảy xuống dưới cho cá cha ăn thịt tôi. Trời ơi, khó quá vậy. Này khó nha, này khó nha, cái này phải dùng não nè. Từ từ tôi dùng não rồi, tôi dùng não rồi. Ở chỗ này nó có cái tấm dán nè, mình nhảy qua bên đó được không ta? Hí. Ây da. Trời ơi, cái gì mà té nữa rồi. Lại lần nữa nè, lại lần nữa nè. Nè, có cái tấm ván này sao, hiểu không? Mình phải nhảy vô cái tấm ván này, hiểu không? Hí. Đó, qua được rồi nè. Bây giờ qua tấm ván rồi, xong mình sẽ nhảy qua bên đây. Okay. Mình nhảy qua bên đây xong rồi chỗ này nó sẽ có cái cầu thang nè, mình bắn nó xuống. Đó, ok. Bùm, rồi bây giờ mình chạy qua đây. Trời ơi, hắc não chứ vậy? Game này hắc não lắm, game này là phải gọi là giải mã, hiểu không? Mình phải dùng não xong, hiểu không? Mình mới thắng được. Đây nè. Đó, đây này nè. Giờ mình nhảy xuống cái đây xong rồi mình nhảy qua đây lượm chìa khóa. Trời ơi, quá đơn giản. Phong lượm được 11 cái chìa khóa rồi đó, bây ghê giờ không? Ông chỉ cần tìm là 9 cái chìa khóa là ông thoát khỏi chỗ này hả? Đúng rồi, nhảy ra ngoài luôn nè, đó, thấy chuyên nghiệp không? Rồi, rồi, rồi.
Ok. Rồi bây giờ là mình đã giải mã được cầu cá tra nha các bạn nha. Bây giờ đến chỗ khác nè. Chỗ này đi rồi. Đi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ khác nữa nha. Rồi bây giờ là chúng ta đã giải mã xong cầu cá tra rồi. Bây giờ mình sẽ giải mã đến gì nữa đây Sam? Giờ tôi không biết có cái chỗ nào quanh đây để mình giải mã nữa không nè. Trời, cái sở thú nước ngoài mà sao nó có toàn đồ của Việt Nam không vậy? Chỗ này là không mở cửa rồi nè con. Tôi sợ quá. Không, tôi không sợ. Tôi không sợ gì hết. Tôi không có sợ, hiểu không? Tôi bình thường. Gì quá ta? Ông bảo ông sợ em mà nãy con cái chơi ú hòa ha. Ừ, nó chơi kiểu gì nó núp ở trong đó xong nó nhào lên nó hù mình chứ con này chơi mất dạy, chơi mất dạy. Chơi trốn vậy trời. Từ ở bên này nó có cái cổng nè, hình như cái cổng này mình vô được nè Sam. Đúng không? Đúng rồi. Hình như cái cổng này mình vô được nè, từ mình kiếm đường mình chui ra lại nè. Hú hồn. Hồi nãy con nó hù mình đúng kiểu giật mình luôn á bạn. Trời. À không, tôi đâu có sợ đâu, tôi chỉ hơi giật mình xíu thôi. Thủy cung. Thủy cung. Oh my god, chúng ta đi đến thủy cung mấy bạn ạ. Trời ơi, ê, thủy cung là có nhiều cá lắm luôn, tôi thích thủy cung cực kỳ. Wow, mấy con cá đâu ta? Đây mấy cái con này là mấy con cá đúng không? Phải không? Ê, ok. Còn cá mập trong không? Tôi muốn có thấy cá mập. Nhưng mà hình như trong đây không có cá mập đâu, con cá nào trong đây nhìn cũng bé bé dễ thương hết trơn á. Wow. Wow. Bé quá, bé. Dễ thương quá ha. Con này giống cá cha. Wow. Vậy? Con này nhìn nó to dữ vậy trời. Trời ơi, nó có một con cá siêu to khổng lồ nè các bạn. Wow. Trời ơi, cái mỏ đó kìa. Oh my god. Ôi ôi, răng quá trời răng. Đây là cá đột biến các bạn ạ. À. Trời con cá này mà làm nồi canh chua thì ăn không biết bao giờ hết luôn á. Trời ơi. Cái làng ăn hết luôn ơi. Ngon. Tự nhiên nói xong thèm canh chua quá. Đây nè, thấy con cá này mập quá thèm canh chua. Ơi chìa khóa nằm bên này nè. Ok. Thấy rồi nha, thấy nha. Bây giờ phải tìm đường để thoát ra chỗ này các bạn ơi. Bên này là một cái khu to hơn nè. Thấy cái bệ sau lưng ông to chưa? Wow, ui cái này nhìn giống cái đợt mà bọn mình đi Thái Lan á Sam. Rồi. Đi Thái Lan nó có nguyên một cái thủy cung á bạn. Ngày đúng, xưa mình với Sammy. Ngày xưa mình với Sammy đi thủy cung ở bên Thái Lan á, nó cũng có nguyên cái hồ bự như thế này nè các bạn. Đó. Ui. Giật mình cục đá. À không, tôi không có sợ nha, tôi không có sợ nha. Tôi giả vờ giật mình thôi, hiểu không? Đó. Sợ hết trơn vậy. Rồi ở bên này là con gì đây? U, bên này là mấy con cá nè. Trời ơi, cái cảnh đó. Ồ, cá này là mấy con cá này hình như là mấy con cá lóc nè. Đúng rồi. Ủa, sao cá lóc vậy? Còn cá bên này là cá gì đây? Ủa sao bên này? À, cá bên này là cá tàng hình. Cá tàng hình. Đúng rồi. Cá tàng hình là mình không thấy được nó, sao hiểu không? Đó đâu thấy con nào ở đây đâu, bên này là cá tàng hình sao hiểu không? Không có rồi. Cá nhưng có gì. Bên này là cá gì đây? À, bên này là cá cơm. Nó mấy con này là nhỏ hơn nè. Cái đầu. Ui. Ui ui. Cái đầu. Nó có nguyên con slime ở trong đây luôn. Oh my god. Oh my god, tôi giật mình luôn bà nội. Tôi vừa nhìn thấy có cái đầu con gì ở đây tôi giật mình luôn, hóa ra là con slime. Tôi sợ rồi. Còn ở trong đây là con gì đây? Có con gì ở đây không? Con bình thường thôi, chắc là có mỗi con slime là kinh dị nhất rồi. Ồ, còn bên này là đường hình như đường nó thoát ra ngoài nè. Ủa nhưng mà chìa khóa, mình chưa tìm được chìa khóa mình thoát ra ngoài làm gì đúng không? Chưa tìm được chìa khóa thì chúng ta không thể đi được các bạn ạ. À. Chúng ta nhất quyết phá đảo game này. Là chìa khóa trong thủy cung này hả? Đúng rồi, hình như là cái thủy cung này là nó làm theo kiểu cái mê cung á, là mình phải tìm được chìa khóa đó. Ủa sao có cọng dây thần biết bay vậy? Ôi con cá vẫn đang bơi ngoài đây nè các bạn. Hình như con cá này nó không tấn công chúng ta được, chúng ta cứ đi bộ thoải mái thôi. Ui nhưng mà nó bị chặn hết đường rồi sao ơi. Hình như cái này là mê cung khó lắm nha. Cung lú nè, mê cung lú nè. Mê cung này hơi bị lú luôn nha, nó chặn hết đường đi của mình rồi nè. Đó chặn đường rồi nè. Đường bên này sao, đường bên này chặn luôn nè. Trời ơi, đã mù đường rồi bắt đi thủy cung đi. Yên tâm đi Sam, yên tâm đi. Phong mấy cái trò mê cung này Phong giải mã cái một. Ồ thấy chưa, không tìm nó luôn nè. Mù đường đó, tôi không có tìm được. Trời ơi, sao thấy Phong giỏi không? Yeah. Giỏi không? Trời ơi, ghê à. Thưởng ngay. Tào lao lắm, hay tranh thủ lắm, nghĩ sao vậy? Người ta chọc xíu thôi làm gì căng quá vậy bà nội? Chọc xíu thôi mà. Rồi, bây giờ ông đã tìm được 13 chiếc rồi đúng không? Đúng rồi, mình đã tìm được 13 chiếc chìa khóa rồi. 7 chiếc rồi là thoát khỏi cái miệng. Cái sở thú. Zumomali này. Zumomali. Zonomali. 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 Ui. Ui. Cái mỏ này mà cạp vô mà. Trời ơi, con cá này làm răng ở chỗ nào mà răng đẹp thế? Trời ơi, chỉ đường coi biết né nè. Trời ơi, nó bự quá trời bự luôn bạn. Trời ơi, chết rồi Sam ơi, bây giờ mình bị lạc đường chống mê cung rồi, mình không thể nào thoát ra được rồi Sam ơi. Trời lú rồi. Tôi quên mất đường đi rồi. Tập này á là Phong đang ngồi chơi cho Sam coi hiểu không? Nhưng mà tập sau á là Phong muốn là Sam phải là người chơi luôn, sao hiểu không? Bây giờ tôi không biết chơi, tôi sợ lắm. Trời ơi, Sam phải chơi thử đi, game này hay lắm.
Ở bên này có thêm một cánh cửa nữa nè. Đây, tụi cá chắc tụi bên này phải có cái gì nè, để xem coi. Đây bóng đèn đi. Cầu hang, cầu hang. Hình như là mình lên trên, nếu mình thoát hiểm hả? Có khi nào mình lên trên xong mình nhảy xuống cái hồ của con cá kia không? Ê, ghê quá à, xuống làm mồi với nó hay gì vậy? Hình như là mình lên trên nếu mình nhảy xuống á nè. Oh my god. Bắt cua. Ê, ví dụ giờ mình té xuống thì sao Sam? Bị cắn với lại. Test thôi. Đây là bắt cua được gì đúng không? Mình có lưu điểm hồi sinh rồi, mình lo gì? Trời ơi. Nó bị cắn xong quay lại từ đầu. Mà. Yên tâm đi, Phong mà Phong chơi là Phong tính bắt hết rồi, hiểu không? Rồi, đoạn này nhảy qua đây nè. Rồi sau đó là mình sẽ bấm cái nút này nè, hình như bấm nút này để nó đưa mình qua đây. Hay. Rồi sau khi mình qua đây xong mình sẽ nhảy xuống dưới đây. Nhảy xuống đây mình bấm cái nút này để xoay mình lại. Ui, con cá bên dưới kìa. Trời ơi, nhìn nó bự. Oh my god, con cá này là nhìn là con cá mắt lồi nè. Mắt con mắt nó lồi ra sao mà. Mắt lồi mà còn răng hô nữa. Đầy đủ hả? Ha, nhiều đường đi quá vậy ta, vậy mình phải đi đường nào Sam? Lú quá vậy. Từ từ để coi đi đường nào đúng nè. Ui, chìa khóa nằm bên này đúng không? Chìa khóa. Vậy là mình dễ mà. Cũng dễ, không khó lắm. Nó hướng dẫn mình hết nên là không lo. Đây nè, mình bấm này mình đi qua bên kia thôi là xong. Ủa, tới đó cũng dễ ha. Dẹt. Rồi xoay lại nè. Nhảy qua luôn cho nó nhanh nè. Ủa, chỗ này không có đường đi. Xoay đèn qua. Vậy là mình sẽ phải đi qua đây nè, xong mình bấm từ bên đây mình qua bên đây mới được. Ok, vậy thì mình đi bên đây thôi, có gì đâu. Gian nan dễ sợ. Này là chơi là phải dùng bằng trí óc phải không? Dùng bằng cái não sao hiểu không? Mình chơi, mình vô chi quá là mình không có chơi được, hiểu không? Tôi vô chi lắm nên để tôi chơi bị cắn thôi. Không, tập sau mình sẽ để cho Sammy chơi thử nha các bạn nha. Tập này là mình đang chơi cho Sam coi thôi, mà tập sau anh Sam đi. Sẽ phải chơi. Đừng mà. Ok, rồi, nhảy qua đây. Ông chơi lẹ dữ vậy? Thời tôi mà, tôi nhanh lắm. Hi. Đó, chìa khóa đâu? Chìa khóa nằm ở bên kia đúng không? Vì mình nhảy qua bên đây luôn. Hi. Rồi, ok. Sau khi qua đây xong thì mình sẽ nhảy qua đây. Xoay cái này lại. Rồi, sau đó là bấm cái này. Chúng ta sẽ tiến dần đến chìa khóa. Rồi, qua lượm chìa khóa nè. 13 cái chìa khóa nha các bạn nha. Quá ngon lành. Rồi, xong rồi nhảy xuống dưới đây luôn. Đó, vậy đi cho nhanh, đúng không? Vậy đi cho nhanh, trước sau mình cũng hồi sinh mà. Vậy đi cho nhanh. Rồi. Bye bye con cá mắt lòi răng hô nha. Anh đi đây, tạm biệt cá mắt lòi răng hô nha. Rồi mốt đi đây. Mốt thoát khỏi chỗ này mình sẽ bắt nó lại nấu canh chua. Đúng rồi, mốt mình thoát khỏi chỗ này mình sẽ câu nó để mình nấu canh chua từ cái con cá này nè. Ui, Sam ơi, Sam coi tôi mới vừa kiếm được cái gì nè. Ở bên này là đang có một con này là quái vật mèo Simmy đó, nó đang bị nhốt trong một cái lồng. Và ở bên đây hình như là mình sẽ vào đây để mình, một là mình sẽ lấy được chìa khóa, mở được chìa khóa, hai là mình sẽ thả con này ra đó. Chọn đúng hoặc sai đúng không? Đúng chọn rồi đây nè. Chìa khóa chọn sai là bị cắn. Chìa khóa đây ở đây nè. Bây giờ làm cách nào lấy được chìa khóa ta? Tôi xem coi, hình như là bây giờ mình phải đi lên đây hả? Gạt nút đúng không? Đi lên đây đúng không? Ok. Cái này là gì đây? Mình phải gạt cái nút này. Mình gạt sai thì sẽ mở cho con này đi ra ngoài. Còn mình gạt đúng thì mình sẽ được đi tiếp. Trời ơi. Bao nhiêu cái cần gạt là gạt cho hết hả? Vậy là mình phải chọn cái đúng rồi. Giờ phải gạt cho cái hết. Này đúng không? Sai luôn. Trời ơi, no. Hí, lên đây coi. Cái này thì sao? Cái này cũng sai luôn. Vậy thì cái bên dưới này thì sao? Hí. Sai luôn, rồi xong thả nó ra rồi. Ông nội ơi, ông nội, bà nội ơi, cứu con kia. Trời ơi, nó bắt được luôn kìa. Ủa, rồi xong nó được thả ra luôn rồi. Khó nha. Ok, bắn nó xong chạy nha. Bùm, rồi chạy qua đây. Chạy qua đây xong mình sẽ nhảy qua đây. Ui, lên đây. Ôi, cái này họ sai luôn rồi, cái sai luôn rồi. Còn cái này thì sao? Gẹt, đừng bắt mình nha bạn. Rồi sai luôn. Khó nha. Rồi, bắn cái này xuống nè, rồi đi qua đây nè. Đi tìm cho hết luôn. Đúng rồi, mình phải tìm full luôn á. Cái này sao? Cái này sai luôn. Oh my god. Đi tìm nút vậy rồi. Sai hết trơn vậy. Ui, nó đang dưới đây nó canh mình nữa bạn. Giờ mình bước xuống cái là nó bắt mình liền luôn á. Chìa khóa nằm ở đây. Vậy là cái nào vậy ta? Sai hết trơn luôn rồi. Không biết mình đi xuống này nó có bắt được mình ta. Được á. Được không? Bắn nó đi chắc. Sao bắt được? Nè bây giờ mình bắn nó xong mình nhảy qua kia nha. Ok. Bùm. Rồi qua rồi, chạy. Trời ơi cái này cũng sai luôn Sam ơi. Nó đang đứng ở dưới nhìn mình nè. Ghê quá à. Ok, tiếp đến lượt cái này. Ê, tính ra ông là chùm gọi là thú rùm luôn. Chọn nào cũng sai hết. Tôi từ nãy chọn cái nào cũng sai luôn á. Hi. Trời ơi. Ui, hồi xong rồi. Té ở đây là nó bắt được mình đó nha. Từ để tôi bật cái máy này được không? Ui, được. Sai luôn. Trên kia. Cái trên cũng sai luôn. Trời ơi, là cái nào? Ở bên đây có một cái mình chưa bật nè đúng không? Bắn cái này xuống nè, sau đó nhảy qua. Té rồi sao ơi? Té rồi. Đi tắm đi. Trời
trời ơi, tôi tính nói là yên tâm đi, nó không bắt mình đâu ai vậy, đuổi thiệt luôn bà nội ơi. Trời đất ơi, cô nội, bà cô nội ơi. Không sao, không sao, làm lại nè. Bắn nó nè. Chạy đến đây. Rồi, cái này sai đúng không? Rồi, giờ đi qua bên cái bên này thử nè. Rồi. Cho đúng cái bên này cũng sai luôn rồi. Bên chỗ này nó có cái cầu thang tàng hình nè. Mình sẽ nhảy qua đây. Trời ơi, cái này cũng sai luôn. Cái này cũng sai luôn. Vậy là cái nào giờ? Còn cái nào không? Hình như là còn mấy cái trên cao này mình chưa bật nè đúng không? Ok, mình sẽ thử bật cái trên cao này nha. Mày lại đây, mày lại. Mày lại đây. Mày lại đây. Lại đây. Ủa sao nó không lại? Lại đây. Lại đây. Bùm, nói nó không lại mình chạy luôn. Vậy cho nhanh mệt quá. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái ở trên. Cái ở trên. Rồi cái trên này nha, cái trên này nha. Hi. Đừng té. Ok, may quá không té. Lụm bóng đèn. Ủa, cái này cũng sai luôn. Cái con đó đang bên dưới đang kiểu vậy á. Ghê quá. Giờ còn cái trên đây nè, bây giờ còn hy vọng vô hai cái trên đây thôi. Trời ơi, sai luôn. What the hell, sao cũng sai vậy? Sao mà sai quá gì? Ôi, đúng rồi, màu xanh nè. Đúng rồi. Bắn mày cái nè, lụm chìa khóa. Chìa khóa đâu. Đây rồi, 14 cái chìa khóa, ngon lành. Trời ơi, cực khổ quá vậy trời. Rồi, goodbye, see you again, tạm biệt và không hẹn gặp lại. Trời ơi, vậy là còn 6 cái chìa khóa nữa. Ok, ok. Ủa vậy? Con gì vậy? Ủa, con này là con heo hả? Ủa, sao con heo trong game này nhìn nó thấy ghê quá vậy? Nó ít thấy gì vậy, ghê quá bạn. Mới đầu tôi nhìn tôi tưởng nó con gấu. Nghe ai vậy, nó là con heo mọi người nè. Đây là hai con mắt của nó nè. Hai cái lỗ mũi của nó nè. What the hell. Con thích heo đúng không? Phải con này không? Không, tôi thích con heo thiệt. Nhưng mà con heo này thì không phải nha. Con heo này tôi không thích nha. Con heo nhìn nó ghê quá. Con này là con biến dị bạn ơi. Chơi. Tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta sẽ vô lấy thêm cái chìa khóa của cái chuồng con heo này nữa là hợp lý đó sao mà. Đây để soi lỗ mũi ra. Cái lỗ mũi rồi, lỗ mũi sạch quá ta. Lỗ mũi sạch ghê ha. Này là móc mũi nhiều mà. Mũi nhiều bự gì đó hiểu không? Lỗ mũi bự không? Lỗ mũi nó bự ra bởi vì móc mũi nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ lụm bóng đèn nè, đó rồi. Bây giờ chúng ta khám phá đến chuồng heo ha. Ok. Nói con này con heo nghe mệt quá. Con heo lại đây. Bây giờ mình sẽ bắn con heo cái xong mình chạy. Bùm. Rồi, chạy. Chuồng con heo có gì? Chạy lên đây nè. Ui, con heo chạy lại kìa. Nhanh ghê vậy sợ. Con heo, lên đây bạn, lên đây nè. Trời ơi. Bạn lên đây nè, bạn chỗ lên đây nè. Cái đầu nó ngước thấy gớm chưa kìa. Ui, cái đầu nó ngước đằng sau lưng kìa. Oh my god. Rồi, bên này là gì đây? Có gì trong đây không? Ủa, không có gì trong đây hết. Lên trên. Vậy là mình sẽ lên trên đây hả? Ủa, lên trên đây rồi sao nữa? Ui, có tấm dán tàng hình. Đây, tấm dán tàng hình. Nhảy qua đây, sao mà nhảy qua đây? Okay. Rồi lên đây, từ xung quanh có tấm dán tàng hình thấy gì đó không? Xung quanh, ui có một tấm dán nó nâng lên nâng xuống kìa. Còn ở bên này thì hết đường đi rồi hả? Nhảy qua đây được không? Thử coi. Lùi lại nè. Tôi nghĩ được á. Hey. Ui, lại lần nữa nha. Hey. Được luôn nè. Bây giờ để coi, tiếp theo là để tôi coi cách nào tôi nhảy qua được qua bên kia luôn là ngon á. Nhảy gian nè. Hey. Ghê không? Rồi, đằng này thì sao đây? Đây này mình sẽ lên đây nè, mình bắn mình bay vô bên kia. Chìa khóa nằm đâu? Chìa khóa nằm bên đây. Vậy là bây giờ mình chỉ cần bay được qua bên đây nè là được, là ngon. Ok. Ui, tính ra tôi chơi vậy mà tôi nhảy ăn gian vậy mà tôi qua luôn á Sam. Tính ra phải nhảy mấy bước luôn á. Tính ra cái này nhanh nha. Tính ra tôi tưởng mình phải nhảy mã lâu lắm chứ. Mèo. Rồi bây giờ mình đang đứng vô trong cái dấu X này nè. Đó, đứng vô đây. Rồi. Nó sẽ bắn mình bay vô bên kia. Xém luôn. Xém té luôn mấy ba. Rồi trùng vía. Chậm vía xém té luôn á. Yeah. Ủa? Dễ vậy? Ủa dễ vậy? Sao cái chuồng con heo này nó dễ vậy? Đúng là chơi dễ như heo. Hình rồi. Như cái đạn này là mình đáng lẽ là nó khó lắm á, nhưng mà đúng tại rồi. Vì bọn mình bắt cua ăn gian á. Đúng rồi, mình khôn. Mình khôn. À mình khôn đúng không? Mình khôn, trí khôn của ta đây đó. Rồi. Mình nhảy phát một mình qua vậy đây luôn các bạn ạ. Mình đã còn 5 chìa khóa nữa mình sẽ tìm được rồi là cách để mở cổng. Ok bạn ạ. Vậy là coi như tập ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã tìm được thêm 5 cái chìa khóa nữa và chúng ta đã có được 15 cái chìa khóa nha các bạn nha. Và chỉ còn 5 cái chìa khóa thôi là chúng ta sẽ có thể phá đảo được game này đó. Yes. Ok. Và nếu như bạn nào muốn tập cuối sẽ là Sammy chơi thì mấy bạn đừng quên là nút like video này và comment xuống bên dưới mình biết nha. Sammy có tự tin là phá đảo được game này không? Trời ơi, tôi nghĩ là 5 cái chìa khóa đối với tôi chắc là đến khuya mới phá đảo được luôn á. Không sao, Phong sẽ phụ cho Sam. Ok, yeah, được rồi. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Hả? Đừng quên gì? Đừng quên các bạn phải like video 5k like nha. 5k like luôn hả? Đúng ok, rồi. Nhớ nha bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Rồi ơi, kết thúc tại đây nha. Tôi không có sợ đâu nhưng mà tại vì tôi buồn ngủ quá, thôi kết thúc tại đây nha. Không sợ.